Rồi quý vị ơi, ngày hôm qua đã bán một cây rồi, một cây linh sam bông chùm. Ngày hôm qua tôi bán hết một cây rồi, 600k rồi, bữa nay tiếp tục còn một cây nữa nha quý vị. Đây, cái tàn của nó, cái hoành thân của nó là ngay chỗ này nha quý vị. Đo ngay đây nè là 4 tấc rưỡi nha quý vị. Cái tàn nó thiên nhiên vậy nè. Cây linh sam này linh sam bông chùm nha quý vị. Ngày hôm qua cũng bán hết cây 600 rồi. Rồi giờ cây này tôi quay cho quý vị xem nha. Đó. Cây này bán có giá là 500k nha quý vị. Không phí vận chuyển, không ship code luôn nha. 500k cây này nha. Bông chùm nha. Bông chùm như qua giấy vậy nha. Nè, cái tàn thiên nhiên cái tay tôi như vậy nè. Rồi, đó. Để chai trà xanh vô cho coi nha. Hoành 4 tấc rưỡi nha quý vị. Đó, chai trà xanh đó. Nè. Cây này to lắm nha quý vị. Đây. Thấy không? Rồi. 450k. Ồ, 500k. 500k một cái cây linh sam bông chùm. Hoành 4 tấc rưỡi, tàn thiên nhiên. 500k nha quý vị, mặt sau của nó đây nha. Đó, nó một khối vậy quý vị thấy không? Đó, bi lại đưa chai trà xanh vô coi coi bi. À, đi lại đưa vô, đưa ve ra sang ngay bằng của nó. Rồi quý vị hình dung nha quý vị. Hình dung cái cây này nó thế nào nha quý vị. Cái đế nó đây nha. Siêu khổng lồ nha. So với cái dòng mà linh sam bông chùm là thằng này vậy là bự dữ lắm nha quý vị. Rồi thôi có hai cây bán hết. Đâu còn đâu nữa bán. Bán hết cây ngày hôm qua rồi. Cho anh Sĩ ở Bình Dương Biên Hòa rồi. Bữa nay tiếp tục cây nữa. Cây này có giá 500k. Rẻ hơn cây hôm qua 100k. Rồi được rồi con ơi, hãy lấy tay ra đi. Xong rồi nè, gốc của nó nè. Rồi bự quá, khó quay quá. Vào đây coi. Có hai cây thôi, bán hết là xong luôn, không còn linh sam bự nào nữa ở đây hết. Rồi thôi xuống đi Bi ơi, quay vòng cho xem lại nha quý vị. Cây này bán rồi lấy băng keo quấn tẹt 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 lại là giao nha quý vị, không có đóng thùng đóng gói gì hết trơn. Đó, có cái rễ nè. Rồi xuống đi Bi ơi, 500k.